Các bạn thân mến, hôm nay thì Hải sẽ dẫn mọi người đi chợ phiên. Hiện tại thì đang có mặt tại cây cầu các bạn, cây cầu Bắc Hà, phiên chủ nhật các bạn. Hôm chủ nhật thì các bạn biết đấy, chợ Bắc Hà diễn ra thì rất là đông. Nhưng mà hôm nay thì trời mưa phùn, không biết là bà con có bán nhiều các bạn hàng không. Chúng ta sẽ đi một vòng để chia sẻ cho các bạn nhé. Đấy, ngay đầu khu vực này thì mình thấy là bà con đang bán ngan, bán những con ngan, con gà. Đấy, bên này cũng vậy này, những con ngan, con gà, con vịt. Và đặc biệt khu vực này là người ta bán cả chó con các bạn. Khu vực chó con thì các bạn biết rồi, rất là nổi tiếng ở trên Bắc Hà. Đây này, những con chó. Đây này, ở trên này nhiều các bạn. Hiện tại bây giờ nó rơi vào tầm hơn 7 giờ sáng rồi. Ôi. Bác đây cầm hai con chó đẹp nhỉ. Đây, hai con chó đen các bạn, rất là đẹp. Bán theo con nhé. Bao nhiêu tiền con này bà? Con này đẹp nhỉ. Cái dòng chó này to nhỉ. Đây các bạn nhìn xem. Con này dài người. Con này nó rất là dài người nhá, và nhìn nó rất là lanh ạ. Rất là đẹp. Đây. Mình nhìn là mình thích hai con này. Hai con này cùng đàn nhỉ ba nhỉ? Nhưng mà con này nhìn chân tay của nó to nhỉ. Đây. Các bạn nhìn cái chân tay của nó khá là to, nhìn khá là đẹp. Con này nhìn nó dài người nhỉ bạn nhỉ? Đấy, dài người và nó béo, nhìn nó béo đẹp. Chó ở đây to lắm. Con này chắc chắn là giống to rồi. Cho nó đứng lên xem nào, con nào. Nhưng mà nó ngoan nhỉ, hai con này đứng nó ngoan. Hồ Văn, vẹn chó vẹn. Người ta con này nó vằn. Ba đang báo là 500, mà chốt là 350 các bạn. Con này màu vằn đẹp đấy nhỉ, màu vằn như màu hổ này. Ba cái báo là 500 nhưng mà chốt là 350 các bạn. Mình hay gọi con này con vện, màu vằn đẹp hết. Bên này cũng có một con vằn này các bạn. Đồng bào ở đây thì đa số là đồng bào người Mông nhé. Người Mông này, người Lùng này, người Tây này. Đấy. Và người Kinh lên đây là tiểu số rồi. Đây. Rất là đáng yêu các bạn. Khu vực chó con. Đây là những cái dòng chó mà bình dân. Đấy, những con nào bình dân nhất thì nó rơi vào tầm 250. Đấy, còn nó cao cao một tí là 500, 600, 700, 800, trên triệu cũng có các bạn. Ở đây có con sù trắng đẹp hết nhỉ. Này, to nhỉ. Con này béo nhỉ. Con này bao nhiêu tiền đấy cô ơi? Ồ đẹp nhỉ. Con này khá đẹp đấy. Này, to. Con này người ta đã báo là 3 triệu ạ. Nhìn nó khá là đẹp và nó bụ bẫm. Sù trắng các bạn, người ta gọi là sù trắng. Khá là đẹp. Các bạn nào yêu quý những chú cún con này thì các bạn nhớ cho Hải xin một like và một đăng ký kênh nhé. Khu vực bán những con cún con rất là nhiều ạ. Đây này, đấy, các bạn nhìn nhé. Nhiều lắm, bây giờ thì người ta chưa đến thôi, tí nữa đến đông các bạn. Tí nữa thì
người ta đến nhiều. Nguyên nhân là do ngày hôm nay trời mưa các bạn. Trời mưa nên người ta đến hơi muộn một tí thôi. Còn khu vực bên này là khu vực hàng chó đẹp, hàng chó đắt tiền các bạn. Hàng chó mà nó, những con chó nó rơi vào 4 triệu, 5 triệu. Và nhiều khi mình hỏi là có con nó rơi vào tầm mấy chục triệu cơ. Con này cọc đuôi này con này. Ở đây thường thường là người ta ở trên này người ta mốt là người ta hay thích nuôi những con chó cọc đuôi. Đây này. Cọc đuôi, cọc đuôi. Và những hàng này nó rơi vào tầm 6-7 triệu đổ lên các bạn. Đây này, những con sù này, sù 4-5 triệu này. 4 triệu đến 5 triệu này. Có con này rơi vào 6 triệu các bạn. Đây, sù này, sù đỏ các bạn. Môi đỏ, thì đỏ, mắt tây. Năm triệu rưỡi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ấy giời, cẩn thận nó đái. Con này này. Con này 5 triệu. Sao cái những cái loài chó này rất ra nó hay đái nhỉ? 10 cân, 10 cân. Hay là nó ăn no quá, uống nhiều quá nó hay đói nhỉ? À hay đái nhỉ. Đái nhá. Chó là trạng 3 tháng. Đấy, con này đẹp. Bắt đầu ngắm thì ngắm luôn này. Bắt đầu mua thì ới luôn này. 10 triệu cả. Bắt đầu con này đây. Quất lên là 18 nho nào. 6 triệu ạ. 120 bác đang xem rồi. Con này người ta đang báo 6 triệu. Con này đẹp à. Rất đẹp luôn. Chó tầm 3 tháng. Nói chung là khu vực này toàn chó đắt tiền các bạn. Những dòng sù đỏ, sù đen. Kia bên kia sù đen kìa. Ờ, đây có một con chó lông màu rất lạ nhá. Đây này các bạn này. Đây mình cũng quay cho bạn xem con này. Con này hôm nay lạ thế. Con này là con tên màu gì? Xám đá. Ui mắt kìa, mắt nó xanh xanh các bạn. Mắt nó kiểu nó rất nhiều luôn, hàng đẹp này. Chân to nhỉ? Đây, con xám đá này. Con xám đá chân to thật đấy. Đây. Đây, đây. Đấy. Đen tuyền này. Bốn rưỡi này. Đấy. Đẹp chưa? Đây con bác Hà mặt này nhìn này. Hai đừng một cái nhá. Đấy, xám đá này. Mắt xanh nét, xám đá là bao nhiêu đấy? Rất đẹp luôn. 6 triệu 8. 6 triệu 8 á? Sao không có tiếng gì? Bác kiểm tra này của máy của bác nhá. 6 triệu 8 con xám đá đấy các bạn. Hiện tại có 400. Con xám đá đấy. 413 bác nghe thì tiếng em mỗi bác không nghe thấy. Con xám đá đấy chân tay nó rất là to. Nói khung đây là khu vực chợ chó các bạn. Tí nữa đông nữa. Và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn lên khu vực chợ Lan nhé các bạn nhé. Lên khu vực chợ Lan để quay chia sẻ cho mọi người. Bác này dắt một con chó đi bán này. Con này bán chưa bác? Chiều mấy ạ? 900 thôi. 900 thôi à? Hôm nay mưa là đi muộn đúng không nhỉ? Hôm nay trời mưa nên bác ra chợ hơi muộn. Đấy, người ta đã bày bán rồi, bác giờ mới đến các bạn. Đấy, khu vực chợ chó ở đằng kia nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ lên khu vực đằng này. Lên khu vực chợ Lan các bạn. Không biết là ngày hôm nay có lan gì đẹp hay không. Thì chúng ta tí nữa thì chúng ta sẽ lên. Hôm nay hết gỗ rồi. Mọi hôm thì khu vực này người ta bán rất là nhiều gỗ. Gỗ kháo, rồi những gỗ lu và gỗ lũa. Nhưng ngày hôm nay thì các mặt hàng thì rất là ít. Giờ này nó ít kháo ạ. Gỗ lũa thì nhiều nhưng mà kháo thì nó ít. Ở hai bên này thì người ta bán quần áo này. Mình sẽ lên một mạch khu vực chợ Lan để quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác nhé. Quay những cái con đường đi lên để cho mọi người, các bác nào chưa lên được Bắc Hà thì có thể hình dung. Và chúng ta đang đi đường này thì giáp với khu vực bờ hồ các bạn. Bờ hồ bây giờ là người ta đang làm một thời gian nữa. Kìa hồ kìa các bạn nhé.
một thời gian nữa mình nghĩ là ở khu vực này khá là đẹp, nhưng mà bây giờ thì người ta chưa làm xong nên nó chưa được đẹp. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên chợ Lan. Chợ Bắc Hà thì các bạn biết rồi, rất là nổi tiếng nhất Tây Bắc các bạn, về ẩm thực này, rồi các thảo dược ở trên rừng. Mà ở trên các thảo dược thì mình cũng quay rồi, quay từ những cái sâm cau này, đấy, sâm đá này, sâm đất này, sâm đương quy này, sâm cất cánh này, sâm cau đen này, sâm cau đỏ này, rất là nhiều. Ở trên kênh mình bán đủ các loại, kể cả là mật ong các bạn, mật ong khoái, mật ong đá rừng. Và đối với mật ong thì là trên kênh mình đang bán loại chính, đó là mật ong khoái. Mình đang giao cho khách với giá là 450k một chai một lít nhé các bạn nhé. Các bác về có thể là dùng để uống trực tiếp luôn, hoặc là để ngâm hoa đu đủ đực, rồi ngâm các loại. Nói chung là mật ong rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Đấy, chữa bệnh dạ dày, rồi ho, bồi bổ sức khỏe. Nói chung là mật ong là những cái mật mà con ong nó bay ở, nó đi lấy hoa ở trên rừng ấy, thì về để tạo ra mật. Ở bên đây này người ta bán thịt trâu. Khu vực bì sấy à, cái này gọi là gì? Đây là da lợn các bạn. Cá này, ở đây là mình thấy cả sấy cả cá này. Thịt lợn. Đây, chúng ta sẽ lên khu vực chợ Lan các bạn. Không biết là Lan ngày hôm nay có Lan gì không? Cứ vứt ở đây luôn mà, có bác ấy còn lâu mới về, 1-2 giờ chiều mới về cơ. Nói em mua em để cá chiều chả sao. Mua cho khách ấy. Ở đây là cây dài nghiến này các bạn này. Dài nghiến này các bạn. Dạ. Cây dài nghiến à? Củ dài nghiến. Cái này chữa bệnh thận này. Nói chung là chữa một số bệnh nữa, nhưng mà mình nhớ mỗi là bệnh thận. Cái này hôm nọ em mua cho khách 5 cân. Nhưng mà hôm nay còn không nhỉ? À, chữa bệnh đái nữa à? Đấy, các bác ấy bán lan các bạn, lan rất là nhiều. Ồ, cái cây gì to này. Ở đây có một cái cây to, không biết là cây gì. Cái gì đấy? Cái này nấm ngập cẩu, loại nhỏ nhất trong các loại. Ừ, nhưng mà tiền họ bán bằng cái tiền này to. Thôi 3 tiền một cân đấy. Cái này chắc không phải của chú ấy. Đây là nấm ngọc cẩu loại mini các bạn. Loại nhỏ nhất đây này. Nó cũng giống như loại to đây nhưng mà màu nó khác một tí và nó kích thước của nó nhỏ. Bi chuối rừng. Bi chuối rừng. Đây là quả gì này? Hạt dẻ rừng à? Cái này không phải hạt dẻ rừng chứ nhỉ? Hạt dẻ rừng à? Hạt dẻ rừng hay nhỉ các bạn nhỉ? Đây. Hạt dẻ rừng. Mình chưa ăn cái loại này bao giờ các bạn. Đấy, chị đi mua nhiều lan hết. Mua hết luôn ạ? À? Gửi đâu á? Đi xe. Đi xe về nhưng mình chưa chở để cái xe kinh. Cái này phải một chiếc đóng rồi chứ.
phải là đấy, chị mua hết luôn xốp ra ngoài cái kia là người ta bán cái giọ hoa quả ấy, nó vuông vuông ấy đấy, cái 10.000 một giọ thôi, ở ngay cái đầu chó kìa, em thấy họ bán đấy. Chú nào không, cái này mùa này rét nó cũng không hỏng nhanh. Thôi mua rẻ về sống được cái nào thì sống. Chị đâu đấy, nghe tiếng nó là lạ nhỉ? Ừ, Hà Tây. Hà Tây à? Ừ. Hà Tây mà tiếng đã lớn lớn thì Hà Tây vẫn thuộc miền Bắc mà nhỉ? Tiếng nó lớn lớn nhỉ? Mua hết quả bác ấy luôn à? À. Mua hết trồng đi về đó. À. Phun bộ thì bao nhiêu bác? Tất cả chỗ này. Rẻ rồi. Một bác phải. Xem bao nhiêu tiền. Vâng. Chắc mấy trăm chứ. 200k. 200k à. Có tiền trả lại không? Có tiền trả lại. Đây. Đưa 200 đây. Nói chung là 200k mà tính ra chỗ này cũng có mấy cây phong lan kia thì tính ra cũng bình thường thôi. 200k đắt rẻ gì trời ơi. Mua một bao phong lan. Đủ các loại, có lại phong lan khác nữa cơ, mình chưa kịp nhìn tên nhưng mà thấy có 200.000 thôi, cũng khá là rẻ. Đây, một số lan thì thật sự là mình cũng không biết là lan gì nhé các bạn nhé. Cái này nó sống ở những cái cây to ấy các bạn. Xong rồi người ta mang về hoa của nó này. Hoa này đẹp không các bạn? Không biết là các bạn nhìn thấy đẹp không? Ở ngoài thì mình nhìn thứ nhất là do cái màu lá này nó kiểu nó không được xanh nên nó không đồng đều với cái màu hoa này. Hoa này, cái lan này không biết này, anh bác biết tên là lan gì không ạ? Chắc không biết đâu nhỉ. À, cái lan này mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng mà hoa của nó này, những cái lan này thì các bác biết đấy. Nói chung là mùa này một số cây nó chưa hoa lan, nó chưa có ấy. Nên là nhiều khách du lịch xem thì người ta cũng không mua. Ui, táo này, táo to nhỉ. Ây chà. Đây là táo gai đỏ nha các bạn nhé. Mình vừa sờ vào bắt nó. Ôi, quả to nhỉ bác nhỉ. Quả này ngâm rượu đấy. Bác ấy vừa bắn cành để cắm treo bình, hoặc là mang về để ngâm rượu. Cái này vặt ra ngâm rượu được đấy các bạn. Chỗ này, hết chỗ này chắc là phải được hơn 1 cân quả. Táo gai đỏ. Đây này, quả to lắm các bạn. Đây này. Đấy. Quả to chưa? Đây này. Quả này ăn được nhá các bạn nhá. Nó xốp xốp này các bạn nhìn. Các bạn bẻ ra nó xốp xốp này. Đấy. Đấy. Đấy nó bở bở xốp xốp. Nhưng mà ăn được nhá, mình thử ăn nha. Ăn nó xốp xốp. Cái này ngâm rượu cho vào bình đẹp lắm các bạn, vì quả nó đỏ là các bạn biết ấy, màu của nó phai ra thì các bạn biết rồi, nó cũng khá là đẹp. Không biết là đây là cây gì đấy. Cái này dân ở đây người ta biết, không biết ai bán nữa, người ta bày ra cả chậu. Cái này phải gặp là người nào biết chăm sóc hoa và biết uốn éo cơ thì cây nó mới đẹp. Cái cây này là lá nhỏ các bạn. Đấy, nhìn cũng khá là đẹp. Nó như kiểu là kim ấy, gần giống như kiểu là kim. Nó to hơn là kim một tí. Bác biết cây gì không bác? Chịu thôi. Đây là địa lan, địa lan. Chắc cái này không thơm lắm chứ. Nhưng mà màu hoa nó cũng tối nhỉ. Cái màu hoa hơi tối. Cái này địa lan các bạn. Ở trên đây là mọi thứ thì có thể mang đi bán các bạn. Đây là những cái cây mà nó sống ở ngay bờ suối mà nhìn nó kiểu nó lá nó nhỏ nhỏ, nhìn nó khá là đẹp. Đây là người ta đánh cả bầu về này, cả rễ cả đất luôn về này. Đấy. Cái này làm tiểu cảnh cũng ở những cái
tiểu cảnh ở những cái bể cá thì rất là đẹp đấy. Cái này nó sống ở trên mỏm đá và nó có ít đất một tí nữa. Ở trên này nhiều lắm các ạ, mình đi rừng suối thì gặp những cây này rất là nhiều. Đây là bán cái gì đây? Bên mình thấy người ta bán cái gì đây? À, mật ong các ạ, cả sáp cả mật. Loại này là ong ruồi các ạ, kiểu như kiểu nó bé bé như kiểu ong mật ấy. Đây chai này, những cái chai này thì thường thường là người ta bán 200.000 một chai. Ở trên kênh của Hải vẫn cũng đang bán mật ong nhé các bạn nhé. Các bác cô dì chú bác ông bà mua thì ủng hộ cho Hải nhé. Hải đang bán 450k một chai mật ong khoái. Đấy là mật ong chất lượng nhất ở trên của ong rừng đấy các bạn. Đây là cành táo gai đỏ rất là nhiều. Hay nhỉ, nó ra quả hay nhỉ. Dùng ngâm rượu ạ, cái này ngâm rượu được đấy. Đây là quả la rừng chính gốc này các bạn này, quả la rừng này, đấy, nó chín nó lứt ra này. Đấy, các bác nào mua thì cứ inbox Hải nhá, Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Cái la mà Hải hay quay quả tròn tròn nó to to đẹp đẹp đấy. Cái đấy là la đấy người ta trồng được. Còn cái la này là cũng la ở trên rừng. Cái quả này nó không được đẹp như cái mấy quả to kia. Nhưng mà không, chắc là cũng chất lượng như thế thôi. Bởi vì la tự nhiên mà, la ở trên rừng. Cái này á? Cái này ăn cho chua mà. Nhưng mà cái này mới gọi là la rừng bác nhỉ? Đúng đấy. Còn cái loại mà quả cũng nó to to nhỉ, nó đẹp đẹp hơn là người ta trồng nhỉ? Hay là cũng trên rừng ạ? À, đây, la rừng. Hôm nay ít cây táo gai mà tàn cành anh ạ. Đa số là tàn cành táo gai. Chợ càng ngày càng đông dần các bạn. Ôi bên này các bạn biết người ta bán gì không? Ở bên này người ta bán thớt đẹp nhỉ. Hôm nay mình thấy là cái khu vực này bán thớt này. Đẹp nhỉ. Em xem thì anh ơi. Thớt này đẹp thế. Ôi. Cái này làm công phu nhỉ. Ôi cái thớt này nó đẹp chưa? Nó không có một tí, không có sâu các bạn. Đây này. Mình đo đường kính bao nhiêu nhé. 2 này. 40 phân các bạn. Đường kính là 40. Cái này khoảng bao nhiêu tiền ạ? 600.000. Bề dày của nó rơi vào tầm 7 phân các bạn. Mình đoán vậy thôi nhưng mà nó khá là dày. Mình đoán là tầm 7 phân. 600.000 nhé các bạn nhé. Giá bán lẻ tại chợ. Cái này chắc là 700-800 đây. Cái này to hơn một tí. Nhưng mà nó dày giống nhau. Nhưng mà nhìn đẹp thật đấy các bạn. Các bạn nhìn màu gỗ là một này. Và nó không có sâu, không có lõm một tí nào luôn. Có nghĩa là người ta không chắp vá ấy. Có một số thớt người ta nó bị nứt nứt một tí là người ta chắp vá vào, nhưng mà cái này thì không thấy nứt tí nào luôn. Đẹp nhỉ, nhìn là thích thật đấy. Đây là những cái thớt thái rau này, những thớt mỏng mỏng như này các bạn này, thái rau này, thái hoa quả này. Còn cái này chặt xương các bạn, chặt xương rất là tốt, dày mà. Cái này nó dày như kiểu gấp đôi luôn này. Đấy, cái đặc điểm mà mình nhìn vào đây mình thấy là thứ nhất là màu đẹp, thứ hai là những cái thớt mà nó không có, nó bị vết tích gì. Có nghĩa là nó không có những cái vết lứt ý. Cái này thì không có này. Nhìn thích thật. Cái này là người ta bán 600. Cái vanh mình vừa đo. Anh này có túi sâu tre các bạn. Sâu tre. Sâu tre nhá. 40.000 một lạng. Đây, chúng ta sẽ đi ra lối này nhé các bạn nhé. Xem còn các mặt hàng gì không để quay chia sẻ cho mọi người. Đây. Ở đây là người ta đang bu vào đông đấy, làm gì đây?
Ồ, cây tam thất tươi. Cây gì đây? Tiên tuyến. Ở đây là có một cây thất diệp ạ. Tam thất rừng. Đây tam thất rừng hả bác? Đúng rồi. Tam thất rừng đấy. Ok, đúng mầm rồi nhỉ. Bao nhiêu tiền một củ ấy? Không biết. Cái này mà... À, cái này hoa. Không phải, cái này là cái khác, cái này không phải đâu. À, không phải à? Ồ, người ta bán cả cái mầm này. Cái này chắc chắn là sống 100% các bạn. Cái này cũng dễ sống mà đúng không? Cái này dễ sống hơn mà, nhưng là nó... Đây này các bạn này. Tam thất diệp các bạn, cây thất diệp tươi. Người ta hay gọi là tam thất rừng đấy. Các bác nào lấy thì alo nhé. Cái này mang về trồng các bạn. Biết đâu lại có việc gì dùng. Cây này chắc không phải để ăn chứ. Không phải để ăn chứ nhỉ. Nằm cảnh nhỉ. Làm thuốc ạ. Ở đây là anh bảo cây làm thuốc, mình không biết là cây gì luôn. Đây lá của nó là kia, là nó nhỏ nhỏ này. Đấy. Chứ bệnh gì đấy anh ơi? Bệnh gì anh biết không? Anh biết à. Ở đây anh bán khá là nhiều, anh bán cả hà thủ ô kìa các bạn nhé. Hà thủ ô đỏ đây. Ở kia có một ít đẳng sâm, đây mình ra quay đẳng sâm cho mọi người xem nhé. Một hôm thì không có đẳng sâm. Nói chung là đẳng sâm ở trên chợ thì rất là ít các bạn. Đây này. Đây là đẳng sâm ấy. Đây. Đây. Phải đẳng sâm không? Nó giống các bạn. Chắc chắn là củ đẳng sâm này. Cái này cũng để ngâm rượu hoặc là cho vào nồi lẩu, xào thịt cũng ăn được. Đấy, cái này thì đơn giản. Đây cũng thế này. Đây là sâm đá này các bạn này. Còn đây là nho rừng. Giờ này xuất hiện có những quả, chắc không phải nho rừng nữa. Quả này cứng lắm các bạn. Ui dồi, lên. Chỗ này rất là chật các bạn. Xe ô tô đi vào đường này thì rất là chật. May hôm nay là ít người chứ đông người là rất là khó đi các bạn. Thôi, bây giờ thì mời các bạn đi sang quán khác nhé các bạn nhé. Xem quán khác hôm nay có gì không. Nói chung là trên chợ phiên thì đầy đủ các mặt hàng. Đấy, mỗi hôm hàng nó khác nhau một tí các bạn. Như củ khoai sọ, khoai để người ta nấu rau cải hoặc là luộc, linh xương ăn cực ngon các bạn. Mùa rét này thì lại càng ngon. Ông ơi, bác ơi chỉ có xe sau. Ôi từ này, quả từ đẹp à, ngon chưa. Ôi đây này các bạn ơi. Ôi từ lông các bạn. Ôi từ lông nhìn thích thật đấy này. Quả tội củ to củ nhỏ. Cái này ăn bở lắm các bạn. Luộc ăn... Hả? Vâng, bảo đang khen cái này thì ăn luộc thì bở lắm đây. Ăn ngon nhỉ. Nấu canh rau cải nữa nhỉ. Ăn ngon nhỉ. Nhìn cái lông lông nhỉ. Từ lông. Cứ có cái gì lông là... Và... Từ lông thớt này. Ta là bán cả thớt. Cái loại mini, loại nhỏ các bạn. Loại chắc là 20 phân. Đường kính 20. Ở khu vực này người ta bán cực kỳ là nhiều từ lông các bạn.
Hình như đợt trước mà mình cũng mua ở đây là khoảng 2 cân. Đấy. Mua 2 cân về về luộc ăn bở ngon lắm. Ôi, khúc kháo à? Dày không? Dày không? Dày bao nhiêu tiền? Dạ. Ừ. 1.800. Ủa 1.800 đắt thế. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà hơi căng nhỉ. Anh Ninh gọi lấy cho khách ấy. Được đường kính khoảng bao nhiêu? Cái chiều dày của cái hai bên này này. Nhìn đây không rõ. Đấy đấy. Được 10 chứ được 20 à? 20. Ờ đây này. Ôi cái khúc này tí để tí anh gọi. Ôi cái khúc kháo này đẹp này các bạn này, kháo đỏ à không? Kháo đỏ đúng rồi. Nhưng mà cái giá cao quá. 1.800 cả. Chắc 1 triệu không bán đâu chứ. 1 triệu thì anh mới gạ khách được. Bởi vì là đợt trước anh mua ở dưới kia nhiều thì anh biết mà. Tại giờ nó hiếm mọi người bán đắt đấy chứ làm gì mà nó mà dày tí nữa thì đẹp. Bởi vì là làm những con cóc con gì ấy. Cao nhỉ? Không giảm giá được à? Mua thì giảm được. Thử chốt bao nhiêu là anh chốt là anh mua? Chốt á? Ừ, chốt được bao nhiêu? Bao nhiêu thì bán được? Chỉ dưới này. Chiều dưới không, chiều dưới thì vẫn căng quá, lấy cho khách thôi. Cái khúc này người ta đòi chiều dưới các bạn, cái tầm 1 triệu là chốt, 1 triệu là chốt ngon. Thôi để tí mình thử gọi cho một anh khách xem anh có ưng không, để anh quay lốt đã, không anh đi gọi. Ừ. Ừ. Nhưng mà hơi căng, hơn 1.500.000 cả, nó dày bằng này nữa thì đẹp. Đây là kháo đỏ nhá các bạn nhá, kháo đỏ. Và cái vân hôm nay rất là đẹp. Đấy. Cái mắt của nó ấy đẹp nhỉ, nó đều, nó không sâu. Ừ, nói chung là được. Nhưng mà giá thì hơi chát. Để tí mình thử tham khảo khách xem. Đấy, ở đây là người ta bán những cái thảo quả tươi các bạn. Thảo quả tươi, chổi. Đây là khoai lang hay là khoai sâm này? Khoai lang chứ nhỉ? Khoai lang giống củ khoai sâm thế à? Khoai sâm hay khoai lang à? Khoai sâm à? Nó cũng là khoai các bạn, một là sâm hai là lang. Giá thì 25.000 một cân. Ở đây có con sóc này. Ờ, hai con này to thế. Cái này chị gửi cho qua bưu điện bao giờ chưa? Toàn gửi xe đấy à? Ừ, gửi bưu điện nó không có cho gửi đâu nhỉ? Thì động vật mà. Ở trên kênh mình cũng có nhiều người hỏi mua lắm nhưng mà mình không gửi xe bao giờ. Hai con này to là 200 con. Còn sóc nha các bạn nhé. Đây sóc đen. Cái này sóc vàng cơ, hiếm lắm. Ở đấy sóc đỏ đẹp. Cái này là nhà bác nào có những cái lồng cảnh to to ấy thì thả vào cho nó nhảy tú xua lên cho nó đẹp. Ở đây có cây táo gai này các bạn ơi. Táo gai người ta mất đấy rồi. Táo gai đây là cây táo gai này. Nhưng mà cây này sao một gốc nó to mà. Cái này không có hoa các bạn. À, nó rụng quả rồi. Hôm nay ít hàng đấy, hay là không thái, không mang ra được à cô? Bán đi sắp hết rồi. À sắp hết à? Cô lấy hộ cô một căn khô nữa không? Lên lấy cô 5 triệu. Không, hôm nay thì không khách rồi. À, cô 5 triệu kìa. Phải đợi khách chứ, đợi cháu là đợi làm gì? Đây à, cái này ngâm rượu à? Vâng, ngâm được 2 năm rồi, cái bình đấy à? Cái này 2 năm rồi á? 2 năm rồi. Ờ, ngâm ra nó màu vàng này á? Đấy, ồ, đẹp cháu đẹp phải pha chè nó màu vàng như thế, tuần à. Sau cô pha chè về xem, nó cũng màu nó cũng vàng thế. Thì phơi nắng nó mới được màu như này đấy. Chứ sấy là nó không được đẹp. Cháu ơi, nếu mà pha chè nó mới đẹp như thế. Ừ. Màu vàng thế. Màu vàng, màu là 2 năm rồi cái pin này. À, màu cam nhỉ? Đấy. Tuần sau cô pha chè về xem. À, các bác nào mua hoa đu đủ đực khô mà phơi nắng nhá thì cứ liên hệ với cô ấy hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0379 420 217. Hải đã lấy ở đây 2-3 lần cho khách rồi các bạn. Nhưng mà rất tiếc hôm nay là thôi cứ phơi đi, đường nào cũng phơi, không ấy được, cô cứ phơi nắng nhá. Đấy, phơi nắng.
Hôm nào là gặp nắng to là phơi. Rồi. Chứ mấy ngày hôm nay là chắc là nó mưa đấy, nó ảnh hưởng bão ấy. Đấy thì đấy. Tuần này có hái ít, không dám hái nhiều. Chứ sấy thì nó đẹp nhưng mà nó không ngon. Người ta không thích, người ta không thích sấy các bạn. Không thích sấy mà nhỉ. Đúng rồi, phơi nắng thì nó mặc dù nó xấu màu hơn nhưng mà nó nhưng mà ngon. Nó xấu màu thôi nhưng mà nước nó vàng vàng. Nó sấy. Cô ấy bán cả đây là cái gì nhỉ? Đây là sâm đá các bạn, rất là nhiều. Cái này vận chuyển nó hay bị thâm lắm các bạn. Tại vì sao? Tại vì là người ta nhổ những cái này nó bị dập cái thân này, dập cái ống này. Nên là bây giờ là bà con tưới nước vào thì nhìn nó đẹp. Nhưng mà về mang nhà về tới nhà mình là chiều phát là nó thâm luôn. Vì thế mà nếu mà các bác nào ngâm rượu hoặc là mua về ngâm rượu thì Hải sẽ phải ngâm luôn cho khách để giữ độ tươi cho nó đẹp các bạn. Còn là vận chuyển về các bác ấy thì vẫn nó cũng được thôi nhưng mà nó sẽ bị thối hoặc là nó sẽ bị thâm vào, nó đen vào. Khi mà các bác mà ngâm vào bình rượu thì nó sẽ không được đẹp. Đấy, mình khuyên các bác là như vậy. Nếu mà lấy thì Hải sẽ ngâm cho các bác luôn thôi. Đấy, Hải sẽ mua bình nhựa, sau đó Hải sẽ ngâm vào. Sau đó là về các bác có thể là nếu mà không thích bình nhựa thì các bác có thể là chuyển bình để sang cái bình đẹp hơn. Nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ tươi của cái cây. Đấy, hoa đâu đủ được nhá. Mình bán cả tươi và khô các bạn nhé. Hoa đu đủ khô. Đấy, khô để ngâm rượu đây này, đấy. Rượu đây này. Hoa đu đủ khô để phơi bằng nắng không phải là sấy thì nó đẹp. Các bác có nhu cầu lấy hoa đu đủ thì các bác nhớ ủng hộ nhé. Bởi vì mình quen một cái cô này là nhà cô ấy trồng nhiều đu đủ lắm. Đây là của nhà cô tất nhá, chứ không phải là cô ấy đi mua từ nơi khác về đâu, mà nhà cô ấy trồng rất là nhiều. Đấy. Đây, bên này người ta bán cả gỗ này. Đây là củ 30, người ta gọi là củ 30. Này. Nó dài 30 phân thì người ta gọi là củ 30 sao, mình không biết là về gốc tích của sự kiện tại sao lại gọi là củ 30, nhưng mà cái củ này nhìn nó thật là sai các bạn. Nhìn củ nó thích thật đấy. Đây, ước gì là trồng cái gì mà nó được sai như thế này nhỉ. Cực kỳ là sai và củ nó đẹp. Đây là khu vực gỗ, hàng gỗ lũ, gỗ lũa. Bên này người bán gì nhỉ? Ở bên này xem người ta bán gì nhá. Ở bên này là người ta bán ong các bạn. Đây là không phải ong đất mà ong ở trên cây này. Đấy. Người ta bán 250 một cân các bạn. Cả tổ cả sáp ấy. Đây gọi là cái sáp này. Gọi là cái tổ của nó ấy. Và đây là cái con nhộng. Đấy, người ta bán là 250 một cân. Ở đây là người ta bán cả ong này, ong mật đấy, ong đá mật, ong đá. Đấy. Có cả ong khoái nữa nhưng mà không biết hôm nay có ong khoái không. Cái này là ong mật các bạn, không phải ong khoái. Đấy, các bác nào lấy thì cứ inbox nhé. Ngoài ra bên này thì mình thấy là người ta bán những con sâu tre này, sâu tre các bạn. Cái này đắt phết nhá, không phải rẻ đâu, 35-40 nghìn một nạng đấy. Đấy, bạn thử giờ xem có. Ôi đầy đây này. Cái này nuôi được không nhỉ? Không nuôi được ạ, chỉ bắt ở trên cây về thôi nhỉ. Đắt không anh? 30 tiền. 40 nghìn một lạng, 400 nghìn một cân. Đây. Sâu tre các bạn. Một lạng của nó cũng nhiều chứ vì con nó nhỏ. Cái này khu vực này người ta bán mật ong rất là nhiều. Những cái chai như thế này, chai này là chai lít rưỡi rồi. Đây, chai này chai lít rưỡi. Chai lít rưỡi này khoảng bao nhiêu tiền ạ? Hả? 600 à? 600. Được 2 cân rồi. Chai lít rưỡi là được 2 cân à? Mình chưa cân bao giờ, chưa biết. Nhưng mà bác ấy, mọi người đang bán là 600. Đấy. Đấy, bên này người ta đang bán này các bạn này. Đây này. Xong là mùa này nó cứ thâm thâm cái này nhỉ. Đây này.
Cái chai này thì chai 200 chưa đựng lít đây. Cái này là do một cái con ong nó hút cái hoa lên cái mật của nó như thế này. Nó tùy thuộc vào nó hút hoa gì các bạn. Nên nó có màu khác nhau. Ok. Ô đây có tổ ong này. Tổ này đẹp thế biết. Tổ này to nhỉ. Tổ này mấy trăm anh? 300 à? Nó có nhiều mật. 300.000. Cái này vận chuyển về khách xuôi thì hơi bị khó nhỉ. Cái cầm này là mỏi tay lắm chứ nhỉ. Đây này. Chủ yếu là mật nó nằm ở trên cái ống này các bạn này. Đấy. Còn dưới này thì là sáp này. Cả con. Cái này ong ruồi hay ong muỗi nhỉ? Nó bé lắm ạ. À tổ ong ruồi nhỏ. Không, mật nó chỉ có ở cái bầu thôi này. Còn ở dưới. Đấy, người ta bán 300.000 tổ đấy các bạn. Nhưng mà vận chuyển hơi bị khó. Cái này vận chuyển nó sẽ bị... Hoặc là cho vào thùng xốp ạ. Đấy, cho thùng xốp xong cho giấy lổ vào. Cho nó êm. Cái này về ngâm cả sáp cả mật luôn. Ngâm cả tổ luôn các bạn. Bên này người ta đang giao dịch sâu tre. Những cái con đuông người ta còn nuôi được, con này chắc là người ta cũng nuôi được thôi. Không, con này không nuôi được anh ạ. Không nuôi được á? Con tằm này đang nuôi được. Con tằm này nuôi đi. Sâu tre các bạn. Cái này phải lên rừng đấy. Mình chưa đi lên rừng lấy cái loại này bao giờ. Về ngâm rượu hay là xả ớt đấy? Xả ớt nhé. Làm mấy cút rượu nữa đúng không? Trời mưa này làm rượu này ổn đấy. Rất là nhiều người thích cái tổ này các bạn. Chị quay ngang cho em một phát. Rồi, ok, thank you. Tổ ong ruồi. Ong ruồi. 300k. Bây giờ mình đem về là mua hết. Đấy, bên này người ta bán nhiều quá. Đây mới gọi là tổ ong đất này. Cái này vận chuyển, để nó sống lâu được không cậu ơi? Mình ví dụ có người mua vào tận miền Nam ấy, không biết là để được nông nhỉ? Nó sống được mấy ngày? 3 ngày. Hả? 3 ngày không chết. Còn mà. Để tí mình gọi điện cho ông ấy, mình quay nốt đã. Đây là ong đất anh ạ. Ong này người ta bán khá là đắt này. 300.000 một cân cả nói chung là tàn nhộng. Trong này có con này. Đấy, bóc cái này ra là có con non, có cánh rồi các bạn. Đấy. Đây là ong đất nhé các bạn nhé. Đây. Cái này được cân không? Cái này 3 cân. 3 cân. Cái này bóc xong ngâm con của nó to lắm anh ạ. Con này. Đấy, con nhộng của nó to này cơ mà các bạn này. Cái này rang là ăn béo lắm đấy. Bùi ngậy. Đấy, con của nó sợ nhà các bạn nhà to thật. Nói chung là nó to gấp đôi con ong ở trên cây. Để tí mình gọi xem này bác ấy mua không. Bởi vì là mình có cái này ngâm rượu ngâm được cả con nhộng không? Cái này là xào ăn thôi. Ngâm chỉ là những ong dại. Ngâm ong có cánh rồi đúng không? Còn là con nhộng để xào ăn thôi à? Chứ thường thường mình cũng thấy là ít người ta mua những cái con nhộng để ngâm. Bởi vì là nhộng nó có bột đấy các bạn. Không biết là bác ấy lấy không, để tí mình gọi cho bác ấy xem. Bởi vì là con nhộng thì ăn, còn cái con có cánh thì để ngâm các bạn.
Đấy, ba cái bán củ cùng củ tư à? À đây củ mai, củ mai. Củ mai ở trên rừng các bạn. Đấy, cái này ăn cũng như ở giống như kiểu củ tư các bạn. Nó bở. Nó bở hơn sắn các bạn. Cái này làm rau cải ăn được này, luộc ăn được này. Đấy, ba cái, đây là củ non này. Đấy, ba cái bán nhiều. Ba tiền cân ạ? À, có 20.000 một cân đấy, cũng khá là rẻ. Nó giống như khoai ấy, rẻ như khoai ấy. Củ mai. Củ mai các bạn. Nói chung là chợ phiên này lúc nào cũng đông các bạn. Người ta mua xem rất là đông. Đây, khu vực này người ta bán nhiều ong này. Đây là ong ở trên cây thôi, không phải là ong, không phải ong đất. Ong đất vừa nãy có tổ đấy các bạn. Khu vực này người ta bán gì đây? Em sẽ bao nhiêu một người của từ này? Bao nhiêu một cân này? Từ lông, từ lông. Ờ, cô này cầm cái quả cái củ gì nhỉ? Hà thủ ô các bạn đây, hà thủ ô này. Đấy, các bạn nào lấy hà thủ ô thì cứ comment nhé, rất là nhiều các bạn. Ở trên chợ người ta bán cực kỳ là nhiều. Ôi, đây đậu ván ấy. Màu tím. Dạ. Là đi chơi thôi. Khu vực rất là đông các bạn. Ở trên chợ phiên kia thì còn đông nữa. Thì mình sẽ chia sẻ từ từ các bạn. Chia sẻ dần dần. Bởi vì là kênh của mình là không phải là kênh về ẩm thực. Kênh của mình chủ yếu là kênh quay về một số cái thảo dược đặc sản ở trên vùng cao để chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác. Và các bác nào lấy thì cứ inbox Hải. Còn kênh của Hải nó còn nhỏ với kinh phí nó chưa lớn, nên làm về ẩm thực thì hơi khó các bạn, bởi vì chi phí quay về ẩm thực thì khá là cao. Đấy, kênh chưa có đủ ngân khố nhiều, nên tạm dừng mà thỉnh thoảng mình đi ăn thì mình quay thôi. Còn chuyên về quay ẩm thực thì ví dụ đi chợ phiên mua con gà mà ngồi ăn gặm thì các bạn biết đấy, thì nó khá là tốn. Một con gà đen các bạn biết bao nhiêu tiền một cân không? 400.000 một cân đấy. Mà một video ra thì kênh nhỏ này thì có mà sàn nghiệp các bạn. Đấy là nói thẳng luôn cho các bác biết là như vậy. Đấy, vì thế mà kênh của Hải chủ yếu là bây giờ đang quay về những cái thảo dược ở trên chợ để cho mọi người xem và mua. Đấy, các bác nào mua gì thì ủng hộ nhé. Đây. Ở đây có một cái khúc này, không biết là để gọi cho anh xem anh có mua không. Nếu là giá 1 triệu này anh chốt luôn cho khách chứ không phải là gọi nữa. Nên báo cao quá anh phải. Đây. Mình sẽ gọi cho khách xem người ta có lấy cái cua gỗ này không. Nhưng mà người ta báo cao quá các bạn. Đó. Gì? 1 triệu ấy. Được không? Cái này cơ mà. Quan trọng là khách chứ anh không mua. Anh gọi cho khách không? Đang gọi chứ. Bởi vì trong vòng khoảng đấy thì mình có thể là quyết định được. Nhưng mà trên triệu là không quyết định được. Lu khao đỏ. Chưa thấy nhấc máy gì cả. Mình định gọi cho khách là xem có lấy khúc gỗ này không. Thì kháo này rất là nhiều người hay mua. Rồi không thấy những máy rồi, chết tôi rồi. Đấy. Chợ phiên các bạn. Mua cái gà lá cao, cái tất cả cái này á?
giả một cái xô. À, 20.000 nữa. À, xô này 20.000. Mình chưa biết chưa mua xô. Hoặc là cậu ơi, cậu vào mua kia chỗ này có bình nhựa này. Ờ, chờ nhá. Có 20.000 một cái, 10.000 một cái là có rồi. Nhốt vào được mà. Bạn này mua xong cho khách về nuôi chị. À. Nhưng mà vận chuyển về bưu điện thì không được nhỉ? Xe. Thật mất đấy nhá. 150 hay 100? Ôi thường thường họ bán 100.000 con. Em mua có 70.000. Thế cao quá nhỉ? Nếu chốt được cao thì lấy con tạ, chốt thấp thì hơi căng. Bà ghê bán gà. Con này bán chưa bà? Bán chưa? Bán. Ba tiền con? Ba tiền một cân? 150 à? 150. À. Bán vo. Bây giờ là bán vo hay là bán con? Bây giờ là bác bán vo hay là bán con? Bán cân. Ba tiền con này tù mù. Ở bao nhiêu? 450 à? À. Bà đang tính là 3 cân 3. Vâng. Vâng, chào xem thôi ạ. Và một gà trên vùng bản, gà mông các bạn, gà chân đen. Bác bán là con đấy, bác bảo là 3 cân 3, và bác ấy chỉ lấy 450 thôi. Nói chung là chợ bắt đầu đông dần đấy các bạn nhé, rất là đông. Có lẽ là Hải sẽ tạm dừng video ở đây. Hải sẽ đi gọi hàng, gọi cho khách xem lấy cái khu gỗ kháo hay không, nếu mà không lấy thì thôi. Và gọi cho khách xem lấy cái tổ ong đá không. Đây là ong đá này các bạn này. Đây nhỉ? Đây. À đúng rồi, ong đất, để tí mình gọi xem khách xem. Nhưng mà người ta bảo lấy là để ngâm rượu cơ mà. Còn con nhộng thì vứt đi đâu chưa?